Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một chuyến hành trình của một chiến binh thời Trung Cổ. Mới vào thì mình sẽ được trang bị cho một thanh kiếm nè, cũng như là một cái khiên đúng kiểu một chiến binh ha. Và mình cũng xuất hiện ngay một cái ngôi làng luôn, rất là may mắn. Để coi trong làng có những thứ gì giá trị để mình lấy được hay không ta. Chắc mới vô là có thức ăn rồi nè. Kiện rơm, hợp lý. Ấy kiện rơm thì mình sẽ có được một số lượng bánh mì nhất định để ăn đỡ đói ha. Dù sao lúc đầu thì nếu mà mình không săn được cừu bò để lấy thịt thì mình cũng có thể dùng bánh mì này ăn tạm cũng ok lắm. Và có gỗ kế bên nè, chặt luôn. Rồi mình sẽ làm cho mình một cái set dụng cụ cơ bản trước ha. Mình sẽ chặt ngay cái góc luôn đi. Ôi còn trên đàn khúc nữa, chặt luôn. Xong. Và mình sẽ được 4 gỗ. Chắc mình sẽ làm trước một cái cây cúp thôi ha. Cây rìu thì chắc không cần thiết lắm đâu. Một xíu mình nâng lên rìu bằng đá sao. Giờ thì mình sẽ làm trước cây cúp bằng gỗ để một xíu mình đi đào một chút đá rồi nâng cấp lên ha. Đây. Rất là nhiều bánh mì luôn, 36 ổ ta hồn ăn. Giờ thì lấy lại các bạn chế tạo để tiếp tục hành trình nào. Trong làng thì không biết là có nhà bác thợ rèn hay không nữa. Để mình thử mình lượn vài vòng coi có bác thợ rèn ở trong làng hay không nha. Ui cái gì đi. Cái gì nổ có đùng vậy? Một cái vật phẩm tên là Sky Fragment. Hú hồn. Đi ngang nó nổ cái đùng à. Có vẻ là trong làng này mình không thấy. Ô có cái giường nè. Tốt. Mình có cái để ngủ qua đêm rồi. Trong này thì sao? Ồ, vẫn không có bác thợ rèn. Ê? Bên kia là những anh bộ tộc hình như đang chiến đấu với một cái con dung thì phải. Con dung khổng lồ. Ê kìa. Này thì cà khịa mấy anh bộ tộc. Anh đấm cho không trượt phát nào luôn, mình lụm cái da. Ừ, mình vụ qua đây cho anh bộ tộc xử con dung này. Tại vì mình chưa có giáp, mình sợ nó cắn mình ngẫm lắm. Con dung. À con này con dung con thôi, mình có thể sơ được. Rồi. Tốt, có thêm những cái chi tin của nó nè. Cái này thì thôi mình vứt bớt đi. Phía bên này hình như. Ê. Một bộ xương rồng khổng lồ. Đã vậy. Mới vô đã gặp được nguyên một bộ xương rồng rồi. Vậy thì mình sẽ có được một mớ xương đây. Rất là nhiều luôn. Đã 21 khúc xương miễn phí. Thời tới mà. Ê còn con dung nữa nè. Dung con ạ. Dung con. Rồi lụm luôn. Cái chi tiên này mình hình như nó không cho mình chế tạo giáp hả ta? Mình xem thử coi. Chi tiên. Nè nó có những cái giáp nè. Sao mình không ấn công thức được nhờ? Mình sẽ thử mình đặt công thức bình thường coi nó có ra cái ổn hay không nha. Nè ra được ổn nè. Được, mình sẽ làm trước một cái ổn. Một cái nón. Ngon. Tự nhiên có được miếng giáp chống chịu cũng tốt rồi đó. Chắc ngay tại đây thì mình sẽ đào xuống để mình kiếm một ít đá cội quá. Sẵn tiện mình làm đồ đá luôn đi. Chứ nãy giờ đi làm vòng chưa có nâng lên được đồ đá nữa nè. Khởi đầu như vậy là khá là thuận lợi rồi. Tới gì đây? Limestone. Không, mình cần đá bình thường cơ. Đây rồi, đây rồi. Đá cội đây rồi. 3 cục đá cội cho một cây cúp. Thêm 3 cục cho một cây rìu. Và thêm 8 cục cho một cái lò nung. 2 nè. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Xong. Đủ rồi, đủ số lượng rồi, đi lên thôi. Rồi chế tạo ha. Mình sẽ làm luôn cây cúp bằng đá đi. Đó. Thêm một cây rìu bằng đá nữa. Còn lại thì làm cái lò. Để mình coi bánh mì trong đây có nung lên được không ta? Ủa cái gì? À cái cây xương rồng này, giật mình.
Mình sẽ coi thử coi bánh mì trong đây có làm bánh mì nướng được hay không nha. Cho bánh mì vô. Rồi, vậy là không có bánh mì nướng rồi. Ủa. Hơi đáng tiếc. Nhưng mà không sao đâu. Ý. Con này con gì mà bắn tim mình đây? Sư tử. Ủa mà... Sao? Như nào? Làm gì bắn tim? Muốn ăn cái gì đây anh đút cho. Nè, ăn đi. Tự nhiên gặp mình cái bắn tim mình chứ. Thôi nha, đừng bắn tim, tôi khoái lắm á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi khám phá xung quanh này một xíu. Ở đây thì có một tòa tháp. Ôi, phía trên cũng có Enderman nữa cơ. Ghê vậy. Hai con Enderman luôn. Còn con Dung nữa. Mấy con Dung này thì nó không quá nguy hiểm, nên mình có thể xơi nó được. Rồi, cái này là một dạng công trình gì đó mà biết phía trên nó có một cái rương. Lên mình sẽ kiểm tra coi trong rương có gì nào. Úi. Úi. Được một cây spear. Rồi một cái áo giáp vàng. Một cái áo choàng gì nữa nè. Mình sẽ mặc tạm chứ cái áo giáp vàng đi. Cái áo tròn này thì nó sẽ cộng cho mình sát thương phép thuật nè. Khá là tốt ha. Rồi còn cho mình táo vàng nữa chứ. Lượm luôn mấy thứ giá trị thì mình sẽ nên lượm ha. Còn cái gì đây? Tablet up wrapping. Giữ hết, nói chung là mấy cái này mình giữ hết đi ha. Rồi, còn gì khác giá trị ở đây không? Hình như cái chỗ này nó chỉ có một cái rương đó thôi, nhưng mà nó cho mình một cái vũ khí rất là tốt nè. Tốc độ đánh của cây spear này thì nó không không bằng cây kiếm ha, nhưng mà được cái nó sát thương cao hơn. Ok luôn. Giữ luôn, làm vũ khí chính. Mới vô vơ được một ít đồ xịn lúc đầu là ngon lắm rồi đó. Đằng kia là một cái lều. Đằng kia còn có một pho tượng nữa. Mình thấy cái rương. Chưa gì là mình thấy cái rương là được rồi đó nha. Dễ gì mà cản được bước chân của mình. Mình sẽ lại đây mình kiểm tra coi cái rương này nó sẽ cho mình cái món đồ gì. Hai viên ngọc lục bảo, chân thỏ với một cái da rắn. Wow. Ủa, cái này là có kiếm sắt nữa nè. Đổi đi, đổi kia. Đổi đi. Đợi kim đá lấy kim sắt nha. Đằng kia là chỗ chỗ ở của mụ Medusa sao ấy. Mới vào mà mình đã gặp được chỗ của mụ Medusa rồi. Chắc mình phải xử mụ ta thôi. Lỡ gặp là phải xử liền. Mới trong cái chậu này có cái gì không đó? Thì trong chậu có táo nha. Được, có thêm táo vàng. Ngon lành. Khá là hợp lý đó. Rồi, làm liều thôi. Mình ơi, lại có thêm rương nữa nè. Mình đi đi xung quanh thôi mà mình lút được cái đống rương luôn. Mình đập cái cục này ra. Cho thêm táo vàng nữa nè. Thích thiệt chứ. Toàn đồ miễn phí không à. Chịu khó đi khám phá là được khá là nhiều đồ luôn. Ê. Ui sao lại có mấy con này đây? Nó tấn công mình. Con Happy này. Đi ra chỗ khác đi. Mình không muốn cà khịa mấy con này đâu, nhưng mà nếu mình không quýnh nó thì nó sẽ quýnh mình. Có được trái tim nữa. Rồi giờ thì đi vào cái chỗ ở của mụ Medusa thôi. Mình chưa có than để làm đuốc nữa nè. Hơi xuống dưới là chắc hơi tối đấy. Khúc này mình còn gỗ không ta, để mình đi chặt một ít gỗ mình làm đuốc bằng than gỗ đỡ đi. Rồi, mình sẽ nung nung ra. Cho gỗ lên. Nung. Đó, để mình làm trước một ít cái cây cây đuốc để mình cắm đi. Mình không cắm thì mình cầm trên tay nó cũng sáng hơn nữa. Lúc đó thì mình sẽ dễ dàng di chuyển và khám phá hơn. Chứ tối thui tối òm đi dắp té chết luôn á. Đây, được 4 cây đuốc nè. Cầm lên là thấy sáng sáng. Ấy. Oh no. Chưa sáng được. Sáng lên đi giùm tôi. Đây rồi, sáng rồi. Chứ không thôi xuống dưới nó tới ồn là đi luôn á.
quên cái này, mình đúng bài là mình phải kích hoạt những cái cần gạt này lên nè để cho nó mở cửa đó. Nó mở cho mình một cái cửa đi xuống rồi nè. Dưới đây thì chắc chắn là chỗ của mụ Medusa rồi. Và đánh với mụ Medusa thì mình cần phải thật là cẩn thận, tại vì mụ ta có thể hóa đá mình bất cứ lúc nào. Mình nên cắm đầu xuống đất như vậy. Đó, đánh thì mình sẽ không có sợ bị hóa đá ha. Mụ Medusa nè, Medusa 100 máu thì sao? Khó chịu chưa? Khó chịu chưa? Mình dồn mụ Medusa vô góc luôn nè. Cho mụ Medusa khỏi hoành hành bá đạo đây luôn. Medusa nè. Như vậy thì mình đã thủ tiêu được mụ Medusa rồi. Giờ thì mụ ta chỉ còn cái người thôi. Không biết là có rơi ra cái đầu luôn nè. Đây là một cái vũ khí huyền thoại đó nha, legendary á. Mình có thể hóa đá những cái con nào mà mình muốn luôn. Ở đây hình như có một con zombie xấu số đã bị mụ ta hóa đá rồi. Tiếc thay cho con zombie này, mình sẽ giải thoát cho nó thôi. Nè, mình đập từ từ nó sẽ bể ra nè. Rồi xong, giải thoát cho nó. Chứ để em thôi, nó ở đây là toang luôn á. Dưới này thì không có rương á, nên mình đành phải đi lên thôi. Và trời cũng đã tối rồi. Mình sẽ dừng chân tạm ở chỗ của mụ Medusa luôn. Giấc ngủ đầu tiên. Quá là thuận lợi cho ngày đầu tiên rồi. Đi tiếp thôi nào, mình phải tích cực đi khám phá trong ngày đầu để kiếm được càng nhiều đồ càng tốt. Và chưa gì thì mình lại thấy phía bên kia nó có một cái chỗ khá là cao luôn. Ui, con zombie này to vậy. Vừa to mà vừa mạnh nữa. Zombie 6 mối nè. Coi cái tay nó to chưa kìa. Tay to mà không có vũ khí thì cũng ăn hành thôi cưng. Rồi, làm ổ bánh mì trước. Ở đây có cái thanh nước nữa. Mình phải uống nước để không thôi hồi bị khát nữa. Rồi, giờ thì vô trong này khám phá coi. Ủa, cái này phải nhà của mấy anh bộ tộc không ta? Thường thường bộ tộc người ta sống hòa nhập với thiên nhiên mà. Ở đây còn có PC nữa nè. Ý, có cánh dễ thương vậy. Mình sẽ vô nhà này thử coi. Ủi, nhìn cái nhà này quen quen. Hình như mình nhớ là mình gặp ở đâu rồi. Ui, chuẩn rồi. Hai vợ chồng chuyên gia quýnh khách nè. Đó, thấy trời. Đó. Quýnh khách nè. Quýnh khách nè. Mình quýnh xong một tên rồi. Quýnh khách nè, mình biết ngay mà. Hên là mình mình đề cao cảnh giác, không là vô chổng đóng cửa lại là đi một khúc luôn rồi. Rồi trong nhà này thì chắc sẽ có một mớ đồ á. Đây rồi. Đầu tiên là có chút sắt nè. Có vũ khí tấn công tầm xa là cung luôn. Được nha. Tầm này là đỡ hơn rồi đó. Có than để làm đuốc thêm nè. Ngon. Có cả da nữa. Lậm luôn. Trong này là rương chứa thức ăn hả? Kho đồ của mình bắt đầu nó chật lên rồi đó. Táo. Thôi mình đã có bánh mì rồi, chắc mình sẽ không lượm thêm táo đâu. Lượm thịt thôi. Ok. Đủ rồi. Quá ngon. Nhưng mà kho đồ mình đang bắt đầu chật chội dần rồi đó. Mình phải sớm tìm một chỗ để mình định cư tạm thôi, để mình còn cất đồ. Và tòa tháp này là tòa tháp gì đấy? Nhìn khá là cao luôn. Có đường vào không? Đây đường vào. Sách gì vậy? Không có gì hết. Tưởng đâu sách cùng hóa chứ. Ôi, hình như sách cùng hóa thiệt nè. Tome of Miner. Thôi tầm này mình chưa có cần lắm đâu. Đây là tòa tháp chứa rất là nhiều kệ sách luôn. Rồi tôi xong rồi. Nó kích hoạt cái bom. Ôi không. Trời ơi, nhìn không kỹ. Mở xong mới phát hiện đó là cái rương 7 à. Mở một phát là nó phát nổ liền. Thì cái tình á,
Đây đây có một cái quyển sách enchant gì nè. Giữ tạm đi. Ổn ghê không? Ẩu tả quá, phải mình cẩn thận một xíu nữa là ngon rồi. Cuốn sách gì đây? Ồ, cuốn sách cấp độ 4 luôn. Được được được, mình sẽ giữ cái quyển sách cấp độ 4 đó lại ha. Lần sau mình rút kinh nghiệm, nếu mà gặp tòa tháp này á thì mình sẽ đập cái khối TNT nó giấu phía dưới trước thì mới mở. Lúc đó nó sẽ an toàn hơn, mình không có sợ bị nổ giống như vậy nữa. Một bài học đáng nhớ rồi đó. Còn đằng kia là một cái chuồng ngựa hả? Ủa? Đâu ra chuồng ngựa đã vậy? Có em ngựa nào ngon ngon không? Mình vô. Mình có yên cưỡi chưa nhờ? Mình chưa có yên cưỡi. Có bác dân làng luôn nè. Ui 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 ui. Bác dân làng này có cái rương. Ê, cái bẫy, cẩn thận, cái này đụng vô là gãy chân. Ê, rương không có gì hết. Bác này có bán đồ không? Bác này có bán luôn nha. Chắc là đây là chỗ để mình mua yên cưỡi xong rồi mình mua ngựa nè. Bán giá rất là hợp lý luôn. Chỉ với 6 ngọc lục bảo là mình đã có được một cái yên rồi. Và 8 ngọc lục bảo là có được cái giáp luôn. Ngon vậy. Đã thiệt á. Ít hôm nữa mình có thêm ngọc lục bảo thì mình sẽ trở lại đây để mua một con ngựa ha. Hợp lý thiệt sự. Còn phía ngoài biển thì có một cái con tàu. Nhưng mà tầm này mình lên đó là chắc chắn là mình không chống chịu nổi rồi. Với cái số lượng những con xương trên đó thì hơi bị nhiều đó với mình ha. Thôi nhận đi, tầm này lên đó sung sung là đi một khúc luôn á. Chắc mình sẽ trở lại cái khúc bên này tại vì mình thấy nó còn một cái khu vực gì đó mà mình chưa có kịp khám phá. Đâu ta, đâu ta. Đây, 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 đây. Đây rồi. Nó được bao phủ bằng những cái cục cát đá nè. Không biết bên trong này là cái gì nữa. Vô trong kiểm tra thử. Ui đây là một cái nghĩa trang. À nè, còn có bộ xương của con xương đen nè. Ui ui, xin lỗi, không cố ý. Ui, mình đụng vô cái nó bể luôn ạ. Còn có những con slam gì đây. Ui ui, slam quýnh mình. Mình tưởng nó vô hại. Ai vậy nó quýnh mình? Quýnh thì ha. Ta xử ngươi luôn. Nó cho mình một cái gheo gì nè. Sẽ lậm thở. Lậm luôn. Trong rương thì sao? Có rất nhiều bộ xương và xương luôn ha. Bột xương các thứ nè. Vậy thôi hả? À. Ê, mình thử mình đào thử một cái này có rương dưới không? Ui, vậy là ở dưới nó không có rương. Mình tưởng nó giấu rương ở dưới những cái ngôi mộ này chứ. Thật ra là không có ha. Đằng này cũng có một chỗ tương tự cái nghĩa trang đằng này nè. Ghê thiệt. Còn đây là gì đây? À, mình biết. Cái này hình như là một cái đường dẫn xuống một ngôi làng dưới lòng đất. Chuẩn luôn. Ở đây còn có sách nữa nè. Có rương. Nón sắt hả? Ồ, cái nón sắt không xịn mà cái nón da mình mới làm. Tầm này thì chắc giá trị nhất thì là những cái quyển sách rồi. Tại vì mình sẽ cần những quyển sách này trong tương lai làm bàn cường hóa. Đó, nên mình sẽ lấy tạm một vài cái ha. Đấy, khá là nhiều luôn. Rồi, 30 quyển sách. Đằng kia là một cái rương nữa. Mà đường này bị khóa rồi. Bị rào lên rồi. Mình sẽ đập cái hàng rào này để mình đi qua luôn. Hết chuyện rào chi. Mình vô. À, và đây là một cái cánh cổng địa ngục hay sao nè. Đã vậy. Búa địa ngục. Rồi hiểu luôn á, ví dụ mình cần xuống địa ngục thì mình có thể ghé qua cái ngôi làng dưới lòng đất này để mình đi xuống địa ngục cũng rất là tiện luôn. Đường đằng kia còn rương không? Không còn rương. Mình thử mình đi vòng vòng ở đây coi có cái chỗ. Ê hello bác nhân lạc. Ủa bác này còn chưa có nghề nữa. Học nghề đi bác ơi. Ở dưới đây mà không chịu học nghề nông. Chắc là có một bác này học nghề nông rồi nè.
Mấy bác này, ủa, có bác nào bán vũ khí không? Bán giáp. Không có bác nào bán vũ khí hết. Không có gương luôn. Tiếc vậy. À đây đây, có rương. Nhưng mà rương này thì cũng chứa những cái lạc vặt không à. Không có rương chứa ngọc lục bảo nhờ. Phải có cái mình xin một ít cái mình mua một em ngựa. À không, mua một cái yên. Cưỡi ngựa đi khám phá là hết sảy liền. Mà tiếc quá không có. Đây còn rất là nhiều đường đi khác nhau nè. À tới thư viện thì sao rồi nè, quá trời sách luôn. Leaf Walker. Thôi sách này có chữ màu đỏ là mình thấy không khoái rồi. Thường thường sách chữ màu đỏ là sách không có tốt lành gì đâu. Thôi không lượm đâu. Rồi mình sẽ lượm tầm một stack sách mang lên ha. Đấy, tầm này đủ rồi. Còn cái rương nào khác không? Nguyên cái thư viện này mà chỉ có đúng một cái rương đồ thôi à. Bèo thiệt. Rồi sâu hơn nữa nè. Sâu hơn thì... cùng rồi. Đường còn mất tiêu rồi. Ủa. Tiếc ghê á. Thôi, khám phá cái ngôi làng dưới lòng đất này tới đây là đủ rồi. Mình lục lọi tùm lum chỗ của mấy bác này hồi mấy bác ấy ha. Đuổi mình bây giờ á. Mà chưa rồi, còn đường là còn đi. Ú, một cái giáp ngựa nè. Được, mình sẽ giữ lại cho em ngựa trong tương lai của mình có giáp mà mặc. Giữ lại. Vứt bớt cái gì đi ta. Khó quá, vứt cái bàn chế tạo đi. Còn rất là nhiều hướng khác nhau. Cái này giống như một cái mê cung gì đó. Đi mà một hồi là lạc chắc luôn. Ôi đừng cùng mất tiêu luôn rồi. Thôi đi lên đi lên đi lên. Đủ rồi. Nãy giờ khám phá đủ rồi. Ui. Đây một hồi lạc. Mất công không biết đường mà lên á. Ngủ chất trước đi cho trời sáng mới dám đi tiếp. Chứ ban đêm đi lạng quạng là mình sợ bị mấy con quái vật nó bớ đi một khúc luôn á. Rồi mình không biết là mình có nên băng qua cái khúc sa mạc bên này hay không nữa. Hình như bên đây là một cái vùng sa mạc hay sao nè. Thử đi ha. Nãy giờ mình cũng hơi nhát không có dám. Không dám qua đây. Vì bên đây nó có một vài con quái vật nó canh giữ bên đây rồi. Mình sẽ dùng cung mình tấn công đó. Nó chưa có thấy mình nên nó không có lại tấn công mình ha. Rồi mình đã tiêu diệt được một con rồi. Úi hai con đứng chung một chỗ. Tiếng kêu con này rất là giống con Gas luôn. Rồi xong phim. Cái này giống như những con hồn ma vậy á. Hơi ghê nha. Và cẩn thận kẻo bắn trúng cái anh bộ tộc. Anh đó kìa nhìn mặt đúng quạo luôn. Mình bắn trúng ảnh chắc ảnh khô máu với mình luôn ấy. Không đùa đâu. Con này. Kìa kìa kìa. Rồi xong rồi. Dám quýnh anh bộ tộc. Con này liều. Ui nó giống quýnh. Mình không quýnh nó được. Rồi nó giết anh bộ tộc luôn rồi. Ghê vậy. Thôi 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 thôi. Anh bộ tộc nó còn giết được. Mình là có cái nghĩa địa gì với nó đâu. Thôi em xin lỗi. Em xin lỗi. Chuồn chuồn chuồn. Quýnh mày chuồn thôi. Không có đó chơi với như con đó đâu nguy hiểm lắm. Và trên sa mạc thì mình còn gặp được một cái anh Enderman gì nữa nè. Ủa Enderman gù lưng. Mình sẽ thử mình coi coi. Mình không trao đổi với ảnh được. Hồi mà đặc trưng của Enderman là không thích người khác nhìn vô mặt. Nên mình sẽ không có nhìn vô mặt ảnh đâu. Mình nhìn vô chân với bụng ảnh thôi. Chứ nhìn vô mặt ảnh là tới công chuyện á. Ảnh khô máu với mình ấy không đùa. Trên sa mạc thì xung quanh mình đa số là cát thôi ha. Và thỉnh thoảng thì mình sẽ gặp được một cái vài chỗ giống như phía trước à. Mình sẽ kiểm tra coi phía trước mình là có rương hay không. Hình như là có rương đấy. Ê, con dung. Con dung nè. Sẽ cầm cái khiên đi. Lượm thêm cái da của nó. Tốt. Ừ cái chậu. Không có rương nhưng mà có chậu. Mấy cái chậu này thích ghê. Mỗi cái chậu hình như là đều cho mình táo vàng ấy. Đã thiệt. Có được táo vàng miễn phí luôn. Rồi mình sẽ săn thêm những con dung này. Đấy
Mình đã có được 8 rồi. 8 cái da thì mình sẽ làm. Ôi, hồi nãy vứt cái bàn chế tạo là sai rồi. Bây giờ lại không có bàn chế tạo đi. À, chế ra cái giáp này. Chắc mình sẽ kiếm một cái cây nào đó mình chặt tạm đi. Làm cái bàn chế tạo mới. Đây đây, bên đây có nè. Rồi. Làm một cái bàn chế tạo mới nào. Để xuống. Làm cái quần ha. Là đủ một cái set đồ đó. Nó tuy nó không có đồng bộ gì với nhau hết. Nhưng mà dù sao nó cũng cho mình tương đối là nhiều giáp, nên cứ giữ thôi. Rồi cái nào không cần thiết mình sẽ vứt bớt. Tiếp tục là một cái chỗ. À, chỗ này là chỗ của những cái con zombie chết đuối. Được, được, được. Mà hên là đầu game tới giờ mình vẫn chưa có gặp được con rồng nào ở cái vùng sa mạc á. Thường thường sa mạc thì rất là dễ gặp rồng ấy. Mà hôm nay hên không có gặp con rồng nào hết. Chứ không là nãy giờ mình bị rồng nướng chín mất tiêu rồi. Cũng là một điều may mắn. Đằng kia là một cái vùng khác nữa. Thôi mình đi sang hướng này đi. Để qua vùng Saibana á. Và thử bên đó coi. Coi nó có khá hơn à, là bao hơn không. Và sao cái ngọn núi đó nhìn lạ vậy. Để mình bơi qua bên kia để coi mới được. Nhìn cái núi đó lạ lắm. À, trên núi nó còn có một cái bộ xương rồng nữa. Hồi nãy mình mới thấy. Uống miếng nước coi. Rồi. Lên trên đó coi thử coi nào. Ở đây là những con hà mã nè. Ôi thôi thôi thôi, hà mã nhìn ghê quá. Lỡ mình tái máy tay chân rồi đụng vô nó cái nó hút mình chết đi luôn á. Hà mã nhìn tướng nó đúng lực luôn. Rồi. Bộ xương rồng tiếp theo. Quá ngon. Mình không cần phải chiến đấu chỉ cho mệt hết mà vẫn có được xương rồng. Đó là một điều rất là may mắn rồi. Đúng. Càng nhiều càng tốt ha. Con rồng này chắc rồng cấp 5 quá. Chuẩn luôn. Hèn gì cái bộ hóa thạch của nó đúng. Bộ xương của nó đúng to. Giờ thì mình có nên qua những cái kinh khí cầu đằng kia không? Mình không thấy nó có rương. Ủa. Thử coi, có cái gì block nào mà chèo không? Không có block luôn. Trên người mình quá trời đồ rồi. Chắc mình phải đi riết riết để mình tìm một chỗ để mình định cư thôi. Từ đầu tới giờ mình vẫn chưa tìm được một cái chỗ nào mà nó ổn hơn chỗ ban đầu hơn một xíu. Cái chỗ mới xuất hiện của mình thấy nó cũng tương đối ổn ấy. Chứ không gọi là ổn lắm đâu. Giờ thì chắc phải gắng tìm một cái vùng đồng bằng nào đó gần gần đây để mình định cư tạm đi. Hoặc là định cư lâu dài cũng được. Nếu mà chỗ đẹp á, định cư lâu dài luôn thì mới có thể tập trung đi khám phá được. Chứ bây giờ đi khám phá mà cái người mình á, nó có chút xíu hả là chặt kho đồ rồi, thì không có đi khám phá lâu được. Cũng rất là khó nha. Rồi bên đây lại có thêm một cái chỗ gì đây. Hình như là một cái công trình thì phải. Một khối đá nhìn rất là kỳ luôn. Mình sẽ tò mò vô trong thử. Hình như đây là một cái tổ nhện. Mình thấy có rất là nhiều mạng nhện. Rồi chuẩn. Mình nghe tiếng nhện kêu rồi. Kìa có cái lồng spawn luôn kìa. Đập 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 đập. Ý. Người nhện, người nhện. Chân nhện nhưng mà phần trên là con người. Hơi bị ghê. Kìa đánh nó rơi cả đống đồ luôn. Mình phải tranh thủ mình đập cái lồng. Không thôi là nó lại xuất hiện thêm. Rồi, thành công. Trong đây còn không? Còn cái nào khác không? Dọn cho hết những cái lồng spawn đi. Nè, còn nhện độc nữa nè. Ao. Mình bị nhện độc đánh rồi. Nguy hiểm thật. Còn không? Nè nè nè, còn một cái lồng spawn nè. Đập luôn. Rồi. Và trong rương thì sao? Không biết là có kim cương hay không. Trời ơi, đúng là cái rương của tổ nhện luôn. Toàn là sợi chỉ nhện nhưng mà mắt nhện nữa nè. Cái chậu. Cái chậu cho mình một cái banner. Eo.
không tốt tí nào cả. Thôi cái này nó cho mình một quyển sách Enchant, mình sẽ coi thử. Coi thử nó là sách Enchant gì. Seal Step. Ok, giữ tạm đi ha. Giờ kho đồ mình chật quá. Giữ nó cũng hơi khó đó. Rồi tình hình thì chắc mình phải đóng một cái con thuyền để mình đi tìm một cái vùng đất mới thôi. Còn không là trở lại cái chỗ ban đầu ấy. Tại vì chỗ ban đầu mình cũng tương đối ổn, nó khá là bằng phẳng để mình sinh sống. Chứ mấy cái chỗ này thì nó đồi núi chập trùng quá, muốn xây dựng thì cũng khó. Thôi trước mắt thì chắc mình làm một cái con thuyền để mình ra khơi đi. Mong rằng chuyến ra khơi này nó sẽ an toàn. Đừng có ra khơi xong rồi bị quái vật biển tấn công xong rồi đi mất tiêu thì buồn lắm. Đổi ra bán nè. Làm một cái thuyền. Rồi xong. Để các bạn chế tạo lại. Ra khơi thôi. Mong rằng mình sẽ gặp nhiều may mắn ở ngoài biển. Rồi, đi thôi nào. Đi thì đi nhưng mà phải để ý xung quanh nha. Kì mới núi. Chạy. Ui nó tới rồi. Ui. Em xin lỗi. Ui da. Mới núi luôn á. Mới nói gặp điều may mắn mà gặp con quái vật kìa. Kìa, nó làm mình mù lò rồi. Yếu đuối nữa. Trời ơi, nó 100 mấy máu luôn. Thời Trung Cổ nên có rất là nhiều những cái con quái vật khủng như vậy. Mình không nên quá lại gần nó đâu. Mình đứng trên này mình khiều khiều được bao nhiêu thì được đi ha. Nó cho mình hiệu ứng mù lò hoài, sao mà thấy đường đánh nhau. Ui nó đánh cũng rất là đau nha. Rồi xong rồi. Cuối cùng thì cũng tiêu diệt được cái con quái vật biển này rồi. Đi ngủ. Mệt với nó luôn á. Cái con gì đâu mà nó trâu giả cả mang luôn. Con nào? Con đó tên là Leviathan. À hàng dây. Ôi cái này là vũ khí luôn á hả? Mình đánh được 7 phẩy mấy 7 sức tấn công nè. Mạnh như một cây kiếm sắt ấy. Mình sẽ vứt thêm mấy cái da. Ao. Đau. Không biết là cái phần đâu rồi. Ancient Scale này có làm được giáp không ta? Đây. Không làm giáp được hả? Ui tiếc thế. Nhưng mà mình cũng được một cái vũ khí tên là Leviathan. Ngon. Vô tình có được một món vũ khí mới. Dùng luôn. Rồi lượm cái giường lại rồi mình sẽ tiếp tục cái hành trình ra khơi ha. Mới ra khơi thôi mà gặp con đó làm sững hết một ngày. Ngồi quýnh nhau với nó. Không biết là phía trước mình còn con nào giống như vậy hay không. Ê, và mình thấy ở đằng kia có những em kỳ lân biển kìa. Hai em luôn. Đã vậy. Mình vẫn chưa có được những cái mút biển á. Nên không có có thu phục được đâu. Đừng. Trời, hết quái vật biển rồi tới đồng biển. Chèo thuyền lẹ. Kìa, ở dưới nước còn con to nữa kìa. Hơi bị ghê luôn. Bây giờ mình thấy ở ngoài biển nó còn đáng sợ hơn là ở trong đất liền ấy. Thì phía trước mình lại có thêm một con rồng biển nữa cơ. Chạy ngay đi. Ui. Chạy ngay đi. Ngồi thuyền cướp biển. Thôi nè. Sao mình đi đâu cũng bị dí hết vậy? Tha mạng. Đừng có dí nữa. Đất liền đâu rồi? Kiếm dụng đất liền đi. Sao tồn đảo không vậy? Mẹn đét ơi. À đây rồi. Mình thấy đất. Ui còn con nữa. Nè. Tấp tạm vô đây núp đi. Khi nào nó hết thấy mình nó đi chỗ khác thì mình đi tiếp. Đây là cái bãi biển 7 màu. Rainbow Beach. Mình sẽ lên đây núp tạm đi. Ui. Nó lên đất liền được. What?
Ôi, lên bờ chưa chắc là sống đâu nha. Nó lên đất liền luôn kìa. Cái con rồng biển này láo thiệt. Như vậy trong ngày hôm nay khởi đầu tương đối thuận lợi cho đến khi gặp con rồng biển. Nó là thực sự là một cái con quái vật cực kỳ khủng luôn. Lên bờ vẫn không thể tránh khỏi sự truy lùng của nó đâu. Mình sẽ sớm trở lại cái chỗ mà bị nó tiêu diệt để mình nhặt lại số đồ đã mất ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá đầu tiên này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.